Công nghệ thông tin và gia công xuất khẩu phần mềm được tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là mũi nhọn cần tập trung ưu tiên trong giai đoạn tới. Để hiện thực hóa được mục tiêu này, bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, quy hoạch, tỉnh Thừa Thiên Huế cần giải được bài toán nhân lực. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn dựng tỏ sức của Huế đối với lĩnh vực này, nhưng đồng thời cũng khiến cho những bất cập về đào tạo nguồn nhân lực bộc lộ rõ nét hơn. Hiện nay, Thừa Thiên Huế đang lên phương án đào tạo 10.000 lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào năm 2025 nhằm giải quyết căn cơ vấn đề này, ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ gia công phần mềm sang thiết kế sản phẩm là xu hướng chuyển mình đang dần rõ nét trong thị trường công nghệ thông tin ở Việt Nam nói chung và thị trường Thừa Thiên Huế nói riêng. Công ty P-Software có văn phòng tại Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Điều này đồng nghĩa xuất hiện nhiều vị trí công việc mới mẻ như quản trị hệ thống, quản lý dự án, kỹ sư dữ liệu, kiểm tra sản phẩm. Trong khi các trường đại học cao đẳng tại Thừa Thiên Huế chưa có ngành đào tạo. Hiện công ty đang gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt là nhân lực cho những vị trí mới phục vụ thiết kế sản phẩm. Mô hình chuyển đổi đó thì đòi hỏi một cái nguồn nhân lực phải có chất lượng cao hơn, có tính hội lập, hội nhập tốt hơn. Đồng thời xuất hiện rất là nhiều cơ hội nghề nghiệp cũng như các vị trí công việc gần như là mới. Chúng tôi cũng đang xác định với các doanh nghiệp là trên cơ sở đồng hành. Rất nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin từ các thành phố lớn họ đang nhìn nhận để chuyển về Huế vì Huế đang có cái môi trường sống rất tốt và an lành. Và cơ bản cái nhân lực của Huế là tương đối ổn định, không có nhảy việc. Và họ khá trung thành với công việc cũng như làm cả cái công việc tỉ mẩn làm rất tốt. Thì cái câu chuyện của họ là họ đang cùng với chúng ta để giải quyết cái bài toán là nhân sự bằng cách là họ cũng cùng với chúng ta đào tạo. Tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trọng đẩy mạnh xây dựng và phát triển đô thị thông minh. Tháng 5 năm 2019, Trung tâm Điều hành Thông minh tại Thừa Thiên Huế được trao giải thưởng Viễn thông Châu Á Telecom Asia Award 2019 ở hạng mục Dự án thành phố thông minh sáng tạo nhất châu Á. Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế được kết nạp vào chuỗi công viên phần mềm Quang Trung, mở ra cơ hội tiếp cận, hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển thị trường, nâng cao sức cạnh tranh trong phát triển công nghệ thông tin. Tỉnh đã quy hoạch quỹ đất khoảng 30 đến 40 hectare làm khu đô thị sáng tạo, sẵn sàng khởi động khu phần mềm tập trung trong hiện tại và định hướng phát triển lâu dài. Để có nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao phục vụ các mục tiêu phát triển của tỉnh, Thừa Thiên Huế phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ đào tạo và huy động hơn 2.000 nhân lực công nghệ thông tin làm việc tại Huế và đến năm 2025 có hơn 10.000 lao động làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Chúng ta đang có những cái cơ hội vàng bởi vì rằng cái ngành công nghệ thông tin Việt Nam nó phát triển với tốc độ rất là cao và thế giới đang rất quan tâm đến nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam. Trong hiện thời điểm hiện tại và trong thời gian sắp tới thì khi mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ và đặc biệt những nhu cầu những dịch vụ về chuyển đổi số đang tăng cao thì cái nguồn nhân lực này sẽ càng được khao khát và vì thế nên tôi tin rằng đây là một trong ngành mà có ưu thế nhất trong tương lai. Chúng ta nói rằng chúng ta sẽ dốc toàn lực để đưa ra cái nhân lực nhân sự như thế. Chúng ta cũng đã đưa ra cái quy hoạch và kêu gọi đầu tư cụ thể cho một số cái khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn. Chúng ta cũng đã ký kết và được chính phủ phê duyệt vào trong chuỗi công viên phần mềm Quang Trung, tức là toàn bộ những cái thiết chế mềm và cái hạ tầng thì tỉnh đã tập trung cho điều đó. Đó cũng là một cái sức hút đối với các nhà đầu tư và cộng thêm với các doanh nghiệp nữa, cái sự vào cuộc của các trường đại học trong đào tạo nhân sự nữa, thì hiện nay thì cái xu hướng thu hút của các doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin là khá tốt. Từ năm 2019, các trường đại học thuộc Đại học Huế đang đào tạo 7 chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 5 chuyên ngành công nghệ thông tin đào tạo thạc sĩ và đào tạo tiến sĩ chuyên ngành khoa học máy tính. Kế hoạch giai đoạn 2020-2025 tuyển sinh trên 10.000 sinh viên với hơn 10 chuyên ngành đào tạo chính về công nghệ thông tin và sẽ phối hợp đào tạo ngắn hạn 5 ngành với các đối tác ký kết hợp tác với Đại học Huế. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang rất cần nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao để phục vụ các mục tiêu phát triển của tỉnh. Quan điểm của tỉnh phát triển hệ sinh thái công nghệ thông tin gắn với ba trụ cột chính là chính quyền, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.
Giai đoạn tới, tỉnh sẽ tập trung cho vấn đề này nhằm đảm bảo mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế là một trong năm tỉnh thành phố dẫn đầu về công nghiệp công nghệ thông tin theo đề án phát triển công nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh.